Trong những ngày vừa qua, các tỉnh miền Trung phải hứng chịu lũ lụt dài ngày trên diện rộng, gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Trước tình hình đó, sáng ngày 15 tháng 10, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cán bộ, người lao động cơ quan tập đoàn đã tổ chức quyên góp gần 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung. Chia sẻ những mất mát của đồng bào miền Trung, lãnh đạo tập đoàn kêu gọi toàn ngành phát huy văn hóa Petro Việt Nam, tinh thần tương thân tương ái, tiếp tục ủng hộ bằng tinh thần, vật chất thông qua nhiều hình thức khác nhau, giúp đồng bào hứng chịu thiên tai giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Cũng chiều cùng ngày, thực hiện chủ trương của Đảng ủy, lãnh đạo tập đoàn, đoàn công tác của tập đoàn đã vào miền Trung để trực tiếp hỗ trợ, thăm hỏi đồng bào lũ lụt. Đoàn công tác đã kịp thời hỗ trợ 4 tỷ đồng cho 4 địa phương bị ảnh hưởng nặng do lũ lụt, gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Ngoài ra, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cũng dành 500 triệu đồng hỗ trợ 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị khắc phục hậu quả do mưa lũ. Đến thời điểm hiện tại, cán bộ công nhân viên tập đoàn cùng các đơn vị trong toàn ngành đang tiếp tục có nhiều hình thức phong phú trong quyên góp tiền, nhu yếu phẩm cần thiết để cùng với các địa phương, lực lượng chức năng hỗ trợ tốt nhất cho công tác cứu hộ, cứu nạn cũng như hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Trung vượt qua khó khăn.